xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Những năm qua, thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều biện pháp chuyển đổi số như phát triển chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đầu năm 2023, thành phố Bảo Lộc đã khánh thành đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh IoC, đồng thời đưa vào sử dụng nhiều ứng dụng như Bảo Lộc trực tuyến, hệ thống phân tích dữ liệu văn bản chỉ đạo điều hành iOffice, hệ thống quản lý hộ kinh doanh cá thể, giải pháp nâng cao quản lý ngân sách, bản đồ hộ kinh doanh và cổng thông tin công bố quy hoạch, quản lý cấp phép xây dựng. Cùng với đó, Bảo Lộc còn đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý đô thị, môi trường, khai thác khoáng sản, bảo vệ rừng trên địa bàn. Trong công tác chính quyền số, 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính làm việc. Hệ thống phần mềm iDoc được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận đoàn thể, ủy ban, nhân dân thành phố và các cơ quan chuyên môn. 100% các cơ quan, đơn vị, phường xã sử dụng mạng nội bộ và Internet. 11 trên 11 xã phường được trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến và một cửa điện tử. 100% văn bản đi đến đều được xử lý trong hệ thống iOffice. Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. 41 đơn vị, 174 cá nhân đã được cấp chứng thư số chuyên dùng chính phủ và trên 80% văn bản chỉ đạo điều hành được ký số bằng chữ ký do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Với việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đến nay các ứng dụng số như ứng dụng VNeID, VSSID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Bảo Lộc trực tuyến được người dân sử dụng rộng rãi. Các ngành y tế, lao động, thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt việc cập nhật, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với đối tượng tiêm chủng, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, quản lý trường học. 100% cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố Bảo Lộc đã thực hiện tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nói chung và đặc biệt là hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho thanh niên nói riêng. Hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin, điều tra cập nhật dữ liệu về thị trường lao động để hiện đại hóa thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động. Từ đó giúp doanh nghiệp và người lao động dễ dàng truy cập thông tin, giải quyết nhu cầu về thị trường lao động, nhất là sau sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khi việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng thực hiện đa dạng hóa các kênh thông tin, lên phương án và tổ chức phiên giao dịch bằng nhiều hình thức trực tuyến, trên fanpage, phỏng vấn online, tổ chức tư vấn trực tuyến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh và thông tin qua mạng xã hội Facebook, Zalo, đăng thông tin tuyển dụng trên website để người lao động trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng. Hiện nay, người lao động trên địa bàn thành phố có thể liên hệ tìm kiếm việc làm online tại các địa chỉ sau: website việclamlamdong.vn, Facebook Việc làm Bảo Lộc, Zalo Việc làm Bảo Lộc. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đã công khai nhu cầu và vị trí cần tuyển dụng thông qua các hình thức băng rôn, đăng tải trên website của công ty, cũng như phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện tuyển dụng. Từ đó, người lao động có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua các trung tâm dịch vụ để tìm kiếm việc làm phù hợp. Năm 2023, đã có khoảng 500 thanh niên, người lao động được tư vấn việc làm, giáo dục nghề nghiệp thông qua các phiên tư vấn việc làm. Có thể nói, các nền tảng trực tuyến đã được phát triển và vận hành hiệu quả, giúp kết nối người lao động trẻ với các nhà tuyển dụng trong và ngoài địa bàn. Đặc biệt, thông qua các trang thông tin điện tử và ứng dụng di động, thanh niên có thể dễ dàng tra cứu thông tin tuyển dụng, đăng ký tham gia phỏng vấn trực tuyến và tìm hiểu các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường. Trên lĩnh vực kinh tế, thương mại dịch vụ, 100% khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú trên địa bàn thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID đạt 99%. Thành phố Bảo Lộc cũng đã triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản và quản lý giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp, kết hợp việc lập hồ sơ xin cấp mã vùng trồng, mã đóng gói, gắn tem truy xuất nguồn gốc
cho các sản phẩm trà bà lao, tơ lụa Bảo Lộc, măng cụt Bảo Lộc. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường và cung cấp dịch vụ hàng hóa trên môi trường số. Đối với nhóm phát triển công dân số, 84,54% công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1-2, gần 110.000 công dân đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Để tiếp tục phát triển công nghệ số, đến hiện tại, Bảo Lộc cũng đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 11 phường xã và 164 thôn tổ dân phố trên địa bàn, với 1.693 thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 20 chỉ tiêu đề ra trong công tác chuyển đổi số ở các lĩnh vực trên địa bàn. Và lực lượng thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Với tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024, thanh niên thành phố đã tích cực tham gia và vận hành hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, người dân, đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số. Các hoạt động cụ thể có thể kể đến như tuyên truyền vận động người dân làm căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt dịch vụ công trực tuyến. Nhất là trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công quốc gia. Đến nay, công nghệ 4.0 không chỉ được Thành đoàn Bảo Lộc ứng dụng trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đoàn viên thanh niên thông qua website tuổitrebaolộc.vn hay Facebook Tuổi Trẻ Bảo Lộc, mà còn được ứng dụng trong các hội thi. Đã có 3 cuộc thi trên nền tảng số, lồng ghép với hình thức sân khấu hóa và trắc nghiệm rung chuông vàng với chủ đề liên quan đến chuyển đổi số. Mới đây nhất là việc vận động đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và tổ chức cuộc thi trực tuyến kỷ niệm 30 năm thành lập đô thị Bảo Lộc. Song song đó, các hoạt động xây dựng bản dữ liệu, mã hóa thông tin dạng ví QR như ví QR mã hóa thông tin hội nghị, tổ chức hội nghị không giấy được quan tâm chú trọng. Thành đoàn cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Bưu điện Bảo Lộc, các công ty bưu chính và các ngân hàng trên địa bàn, đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân thực hiện chuyển đổi số. Thanh toán không dùng tiền mặt, trang bị cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một chặng đường đột phá của các công nghệ số, dẫn đến sự thông minh hóa trong mọi mặt của xã hội. Và chuyển đổi số chính là công cụ quan trọng trong chặng đường phát triển này. Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia nói chung, thành phố Bảo Lộc nói riêng gắn với chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Và để thực hiện thành công mục tiêu này, cần sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, cần sự liên kết, tập hợp và phát huy nguồn lực của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số.